rất là hay. Rồi chào tất cả mọi người dưới nha, rồi chào anh nhân viên cha chủ nhà luôn, rồi chào Sarah Oanh luôn. Thì thôi hôm nay sẵn trên nguồn like của nhân viên cha, mình sẽ chia sẻ cho mọi người về tâm lý và cái chính sách 2020 của YouTube. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ những gì mình biết để cho mọi người hiểu và cái tâm lý sẽ thoải mái hơn khi làm YouTube nha. Thì thứ nhất, thứ hai là mọi người nên phải hiểu góc độ này. Mọi người là có cái gọi là suy nghĩ là tiếp thu quá nhiều nhưng mà mọi người không có chọn lọc ra. Cái thứ hai là mọi người bị giống như áp đặt về một cái tâm lý gọi là đã biết trước sự việc. Mọi người hình như là đã biết trước sự việc là mọi người sẽ nản. Thứ nhất là mọi người muốn là phải có bật quảng cáo, muốn có được sub hoặc muốn có giờ để làm trên đó rồi mình mới phấn đấu làm video. Thì mình cũng thông báo cho mọi người đó là cái đó là những cái sai lầm nha. Sai lầm, nếu mà bạn nào đã làm như vậy rồi á thì nên ngưng lại, hãy ngưng lại tất cả. Còn nếu mà làm như vậy á thì bảo đảm mọi người sẽ không tiến xa và mọi người sẽ làm giống như là để mình đi làm chơi thôi, dám chắc luôn. Còn nếu mọi người muốn tiến xa, mọi người hãy gạt bỏ cái suy nghĩ á, gọi là làm YouTube để kiếm tiền và để được công chúng công nhận, thì mọi người hãy bỏ cái cá nhân và cái tôi của mình bỏ ra một bên. Cái thứ ba nữa là mọi người hãy cho mình một cái đề tài. Tại vì hiện tại cái chính sách 2020 á, YouTube á, nó đã hạ xuống một bậc rất thấp. Nó rất là bình dân. Nó không còn gọi là cái là khoảng cách thời đại 4.0 với cái người dân bình thường của người Việt Nam mình. Tại sao mọi người có biết cái thời này là cái thời đang phát triển của công nghệ của YouTube của Việt Nam. Mọi người biết lý do gì sao? Vì cái anh YouTube này anh muốn lấy cái uy tín với anh nhà quảng cáo. Thì lúc trước những cái gì mà làm độc lạ và những cái gọi là phản cảm thì sẽ được đề cao và đánh giá cao trong YouTube, trong view. Nhưng thực tế năm 2020, mọi người hãy làm cái gì đời nhất, thật nhất của mọi người, thì mọi người sẽ từ từ sẽ mọi người sẽ thấy giá trị của mình. Giá trị là cái gì? Thứ nhất, cái kênh của các bạn sẽ được anh Y Tê Ảnh dòm ngó rất cao, đánh giá rất cao. Hiện tại thì các kênh mà đang làm hàng triệu view, thực tế số tiền của họ không có bao nhiêu hết nha mọi người. Và trên thị trường bây giờ kinh doanh có một số người mua những cái kênh hàng triệu view để kinh doanh trên đó. Nếu mà mọi người nhìn vô cái view đó mà mọi người cứ tôi làm biết chừng nào mấy người coi thì đó là quan niệm sai lầm nha. Phải bỏ cái vấn đề. Thường thường á mình hay like 8 giờ sáng á, lý do là mình chia sẻ mọi người tại sao muốn mọi người quay video cho tốt, nội dung cho hay, từ ngữ cho bắt mắt lên, âm thanh cho gõ lên, để làm gì? Để cho đối phương mà vô coi video cho mình, người ta thích cái anh này quay video đẹp quá, hay quá, coi được nhiều hình ảnh, nhiều cái gọi là truyền tải cái nhân văn xã hội, hoặc đi du lịch cái đó, tôi đến đó tôi coi được cái đó, mới mốt tôi có để đến quê hương của anh đó tôi coi món ăn cái đó và tôi đi du lịch cái đó, thì các bạn sẽ làm cái ấn tượng đặc trưng cho cái người khán giả đến với các bạn sẽ bền vững hơn và sẽ lâu dài hơn. Đó là khán giả thật. Còn hiện tại các bạn cứ nhìn view, tôi làm kênh phải có view nhiều, phải có người tất cả những cái kênh nó làm sao mà tin tức. Nhưng mà các bạn hãy nhớ nghe, đó là xây nhà từ nóc đó. Nếu một khi mà nóc nhà mình sập xuống là đất các bạn không có. Còn nếu các bạn xây nhà mà từ cái nền móng đi lên thì cái nóc các bạn sập nhà các bạn vẫn còn miếng đất để trụ lại. Đó là cái đường đi là cái gì? Hãy đời sống hơn, thật hơn. Nghĩa là YouTube không phải là cái môi trường để mình gây một cái ân tình, gọi là này là thù oán hay là gọi là để đòi nợ nhau. Đây là một cái môi trường giải trí. Các bạn không nghĩa là không đặt YouTube là giải trí, mà các bạn là đang đặt YouTube là một môi trường kiếm tiền để gây ra một cái gọi là thù vô hình. Nghĩa là tôi đâu có cho tiền anh ngày nào, tôi cũng không nuôi anh ngày nào. Anh dạy tôi thích tôi nghe, tôi không thích thì nghe thôi. Thì đó là cái môi trường các bạn làm nó xấu đi. Chứ thực tế á, YouTube nó là gì? Là một cái vlog đời sống. Đời sống là cần các bạn thật nhất. Bạn làm, thí dụ anh nha, mua dây chai, anh nói anh mua dây chai, thì đó là một màu ra xã hội. Tôi bán bắp nướng bắp Mỹ thì tôi cũng là một màu của xã hội. Tại sao các bạn không đưa hình ảnh đó lên? Trên thế giới này có những cái màu này rất đẹp, rất hay, để cho công chúng khán giả xem hoàn cảnh anh đó, trên đất nước này, trên trái đất này có cái đó, để mình được học hỏi cùng nhau. Đó là tại vì sao? Không lẽ bây giờ tôi ở đồng bằng tôi đi quay núi, mà trên núi đi muốn kiếm đồng bằng kiếm sao ra, thì mọi người hãy nên gạt bỏ cái đó.
không ăn cắp quay, không lấy quay. Thực tế YouTube là bản thân của các bạn, năm 2020 nó đánh giá rất cao. Hiện tại bây giờ có một số bạn đang đi theo hướng của mình, là hiện tại cái video á của chị Vương Kali nè, Tâm NT3 nè, những cái video đó các bạn biết không, nói về đời sống ha. Một cái video đó là mười mấy đô, 1000 view. Các bạn tưởng tượng đi, một chỉ cái đời sống đơn giản, Tâm đâu có làm gì đâu, Tâm chỉ xúc miệng, lái xe đi làm. Chị Vương Kali hồi đó cũng làm quá nhiều ý tưởng, chị Vương Kali tịt ngồi. Chị Vương Kali thường điện cho mình mất thời gian, sau này là chị Vương mình tư vấn cho chị Vương. Chị hết ý tưởng rồi không chị Vương? Thật tình là chị Vương hết ý tưởng thiệt luôn. Mà mình đang quay cái bà bán bánh mì, mình bỏ thời gian ra mình chỉ cho chị Vương. Chị ơi, chị làm, chị đi quay ngoài xã hội hoài, chị quên bản thân mình. Cái anh YouTube bây giờ đánh giá cao cái người chủ kênh dữ lắm. Tại sao chị không chia sẻ chị là chủ nhân cái kênh Phương Kali, mà chị tối ngày chị quay của xã hội mà chị quên mình. Là chị nói Giang nói gì chị hiểu rồi, là chị đăng một cái video đó lên thôi. Bây giờ chị là đang bị giống như một cái gọi là con dao hai lưỡi. Đầu tiên á, mà chị á làm chưa nổi tiếng thì không ai đòi nợ chị. Nhưng mà bây giờ chị nổi tiếng, chị không coi cho họ, họ sẽ đòi chị. Và có một cái đánh giá là gọi là chị không qua lại với người ta nữa, chị nổi tiếng quá. Nhưng mà cái đó làm sao chị gỡ gói cái đó được? Đơn giản thôi, mình chỉ chia sẻ cho chị Vương. Một khi chị đó mấy trăm ngàn view, gần có một cái video gần cả triệu view, thì làm sao chị trả hết cho 1 triệu khán giả đó? Em chỉ cho chị một cách, một chị lên một like một tháng hoặc một tuần, chị bỏ một giờ đồng hồ chị làm một cái video cho em. Một là like trực tiếp, hai là chị đăng video nguội. Chị là cảm ơn tất cả các bạn bè trên cộng đồng YouTube này đã cho tôi một viên gạch để tôi xây cái nhà tôi bây giờ đã lớn. Thì mọi người tôi rất mang ơn và tôi cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái người đang giận chị sẽ nguôi giận hơn khi xem được cái video này. Đó là lời cảm ơn chân thành, chân tình của mình. Mà nói bằng cái giọng mộc nhất, không diễn, không gọi là mình đâu phải diễn viên. Diễn viên người ta có make up, người ta có chuyên nghiệp, người ta có đào tạo. Còn anh em mình YouTube đây là gì? Học lỏm với nhau. Không có môi trường đào tạo, mình không phải chuyên nghiệp. Nên mình nói một cách của mình dân dã nhất, mộc nhất. Nghĩa là mọi người, sáng tôi ăn sáng, tôi uống cà phê, tôi quét nhà, tôi lau nhà. Đó cái là dân dã nhất, mộc nhất. Mọi người cứ làm đi, không phải không ai coi đâu. Mà tại vì cái video mình chưa đủ nội dung truyền tải cái mộc. Mọi người diễn nhiều quá mà mọi người không phải chuyên nghiệp, không nên diễn. Cái lời nói ra rất đơn giản. Mọi người biết không, mình đang chia sẻ góp ý trên cái luồng like của anh Nhân Ve Chai này ha. Là thực tế mình đang làm video á. Mình đặt cái máy sau lưng mình quay nè anh Nhân. Nghĩa là ngày mai em sẽ đăng trên cái kênh VG Vlog này một cái đoạn mười mấy phút em tâm sự với mọi người, là một cái video của em. Nghĩa là em ngồi nói chuyện với anh, em vẫn có cái video đăng. Đó là gì? Đó là thật, tôi không giả. Và anh YouTube sẽ đánh giá cao rất, các bạn rất nhiều về video tự sự và tự nói chuyện về tâm tư của mình. Mình ngồi nhớ lại quá khứ, kể hồi xưa ở dưới quê mình làm lúa làm ruộng. Các bạn ngồi tâm sự chừng 10 phút, 15 phút. Đó là cái thật và cái đời. Hiện tại là anh YouTube đánh giá rất cao nha. Các bạn đừng nhìn view mà đánh giá nha. Tôi nói thiệt, bây giờ các bạn hãy nhìn những cái kênh lớn. Các bạn hỏi cái kênh mà mấy chục ngàn view, mấy trăm ngàn view, bạn được bao nhiêu đô trong cái video đó vậy? Hỏi người ta thử coi, được bao nhiêu đô trong cái video đó. Cái đó mới quan trọng. Còn cái triệu view không nói lên được điều gì. Ví dụ có một cái kênh làm tá lả sò ngầu, làm tàu lao quốc xế mà triệu view không. Nhưng mà các bạn ơi, view đó thật hay ảo? Hay là người ta mua một cái kênh chết về, người ta kinh doanh, ta làm cho các bạn thấy, để các bạn gọi là cái gọi. Hiện tại là Việt Nam mình đang phát triển rất mạnh về YouTube. Nghĩa là trên thế giới 4 tỷ mấy tài khoản YouTube, mà hiện tại Việt Nam là mạnh nhất trên thế giới luôn. Nhưng mà các bạn đang làm theo một cái gọi là hướng đi sai lệch quá hoàn toàn. Đi không đúng với cái YouTube. Thực tế YouTube bây giờ nó đã hạ thấp. Cái người nghèo vẫn làm được. Đó là điển hình như Lộc Phu Hồ và Sang Vlog. Tại sao các bạn thấy không? Hai người đó lúc đầu tiên làm không cần một cái enjoy, không cái gì gọi là quá cầu kỳ trên cái video. Tại vì người ta biết cái video người ta mọc đơn giản thì không cần intro đẹp. Nếu các bạn làm cái intro đẹp quá mà vô video các bạn quay gung lắc nè, không biết các bạn tải cái gì, thì vô tình các bạn tự đè các bạn đi xuống vực thẳm luôn. Cái video hay là gì? Thà cái video của mình dở, mình thay đổi từ từ cái video, thì anh YouTube anh đánh giá anh này có thay đổi bản thân. Còn các bạn đưa cái intro quá đẹp mà thực tế intro đẹp quá thì có ai? Của cửa hàng like, của những cái ứng dụng, của những người kinh doanh, mình đi lấy của người ta mình đem vô video mình, khác nào mình ăn. Mình giống như mình đang tự dối lòng mình á. Thực tế mình quay video rất dở mà cứ lấy những cái đẹp của người ta đem vào. Tại sao mình bản thân mình mà không lấy cái intro của mình? Ví dụ một cái video 10 phút đi, các bạn lấy 2 giây những cái điểm đặc sắc nhất. Ví dụ như mình hay quay cái chùa Phật nào đẹp, các bạn lấy 2 giây, 3 giây thôi.
một đoạn lấy 10 cái video như vậy, các bạn làm cái enjoy ở đầu đi, dạo đầu đi. À, cái này là anh này anh đi chùa nè, anh có những cảnh đẹp đưa đầu cho mình coi, thì sẽ ra thành một cái video enjoy của tôi, và tôi không diễn và tôi không kêu gọi đến subscribe hay gì hết. Nếu mà các bạn sau này thay đổi từng phần người theo thì YouTube nó cũng đánh giá cao, mà anh em theo dõi cho mình, người ta góp ý, một câu góp ý của các bạn là một viên gạch để cho người ta xây dựng cái video ta ngày càng phát triển hơn, thì từ đó các bạn sẽ bền vững hơn, là lúc đó là khán giả thật nha. Các bạn hãy nên nhớ 2020 là khán giả thật, còn khán giả ảo không có đồng bạc luôn. Các bạn đừng nhìn view nữa, hãy nhìn vào video của mình và thay đổi bản thân mình từ từ đi. Các bạn hãy dòm mình nói và mình sẽ làm cho các bạn thấy, nghĩa là mình hiện tại mình đang làm về vấn đề thiện nguyện của Mạnh Thường Quân, và bản thân chị Oanh cũng có ở cho mình làm, nhưng thực tế mình đang đi con đường là gì, là mình không sợ tất cả những cái gì gọi là phần tử xấu hay gì phái hết. Tại vì nhìn vô cái kênh tôi đi, tôi đâu có làm gì để tôi hại ai, tôi làm một cái tính nhân văn xã hội, thí dụ có đi nữa mình cũng không sợ. Lúc đó là cái sức mạnh mình khủng khiếp rồi, cái nhà lầu mình có cái nền móng chắc rồi, các bạn không sợ ai xuyên tạc hết, và không sợ ai nói cái anh này ở đó lấy ăn cắp của tôi nè, lấy cái thông tin của tôi đem về đưa kênh anh làm nổi tiếng. Nhưng thực tế cái view đó một thời gian nó sẽ chết đi theo thời gian. Còn nếu các bạn làm đời sống của mình á, không chết theo thời gian, và nó sẽ mãi mãi trường tồn trên cái video, trên cái kênh của bạn, thì lúc đó YouTube hiện tại bây giờ đánh giá rất cao. Cái nghề, cái ngành, cái cuộc sống cực khổ khó khăn các bạn hãy đem lên hết đi. Cái gì đẹp nhất không gian thiên nhiên các bạn chung quanh bạn, đó là YouTube. Hồi nãy giờ mình nói cho các bạn, thực tế mình đặt cái máy quay sau lưng á, là ngày mai mình sẽ có một cái video mình đăng lên cho bạn coi. Tại vì á, đa số á, các bạn có biết không, tại sao mà mình like mình không nói các bạn trước là cái tương lai. Tại vì một khi mà các bạn biết trước kết quả, các bạn sẽ ỷ y. Nếu mà các bạn nói tôi làm YouTube tôi phải nổi tiếng, tôi giàu tôi mới nghe anh, thì cái đó là không phải là mình. Cái đó là mình đang dối lòng. Mình thực tế mình không làm được như vậy, mà mình cố tình mình làm như vậy. Thì tại sao hôm nay mình hay làm những gì mình dở nhất, mình đem ra để cho mọi người góp ý vô. Thường thường mình vô coi video mọi người là mình hay góp ý luôn em đó lắm. Bạn quay lên gung lắc quá là nói gây gung lắc, bạn quay không có đúng nội dung. Thì góp ý thành thật như vậy các bạn mới thay đổi bản thân. Hiện tại là các bạn đang giống như đang tự dùi dập với nhau. Lý do video rất giỡn các bạn vẫn khen, trời ơi video bạn hay quá, bạn nhớ qua tôi nha. Đó là các bạn tự dìm nhau vào chìm sâu trong cái YouTube luôn. Nghĩa là YouTube nó không tệ như vậy, nó là đẹp, nó là một cái thế giới phim ảnh, nó là mình là một nhà sản xuất phim, nhưng mà mình là nhà sản xuất phim không chuyên, mình không có trường lớp đào tạo, nên các bạn hãy làm một cái vlog đời sống ngắn gọn, xúc tích làm sao đủ nội dung truyền tải về nhiều hình ảnh cho người ta coi. Tại sao buổi live của mình hãy nói là các bạn ơi hãy quay bốn phương tám hướng. Đó là gì? Một cái dĩa đồ ăn các bạn đứng một góc các bạn quay, cho các bạn quay nửa tiếng một tiếng luôn, nhưng mà mình chỉ cần 20 giây mình quay bốn góc, và phía trên xuống là 5 góc, trên chụp xuống dĩa đồ ăn 4 góc 4 hướng, thì các bạn nhìn ra cái dĩa đồ ăn cực kỳ đẹp. Đó là góc độ nhìn của khán giả. Còn các bạn đứng chỗ các bạn không nhìn thấy, các bạn chỉ quay cái dĩa đồ ăn tôi nhìn đó, dĩa đồ ăn đơn giản không gì, nhưng nếu mà tôi quay qua 4 góc, cái dĩa đồ ăn nó sẽ đẹp hơn rất nhiều nha. Các bạn thử làm theo mình đi, 5 giây đó các bạn nhìn cái dĩa đồ ăn, ồ hôm nay sao dĩa dưa leo xào không mà nó cũng ngon nữa, mà nhìn nó rất đẹp ta. Đó cái gọi là hình ảnh. Tại vì một cái vlog á, muốn cái khán giả đến với mình đòi hỏi hình ảnh nhiều nè. Hình ảnh là nhiều là gì? Tại sao thiên nhiên xung quanh mình quá nhiều hình ảnh mà các bạn đưa vô quá ít? Có đứng góc các bạn qua hoài, tại sao các bạn không di chuyển gần rồi đó, rồi các bạn đi di chuyển xa, rồi các bạn qua trái qua phải, các bạn zoom lên zoom xuống, thì cái ra một cảnh mà nó ra nhiều cái hình ảnh coi. Người ta muốn nhìn cái video của mình trước nhất người ta coi, xong đó người ta nghe, mà nghe mà âm thanh không rõ người ta cũng nói cái video này ông làm giả quá, hình ảnh coi thì giật gì được, mà vô cứ khen thì tất cả các anh em mình đi xuống luôn. Nghĩa là không còn cái môi trường YouTube mà để phát triển nữa, mà vô tình mình tự chà đạp với nhau rồi gây ra một cái môi trường còn hơn là cho dai nữa. Người này đòi người kia. Bởi thường thường ai mà vô cái nguồn like của VG Vlog á, là nguồn like của mình 8 sáng một lần, mình like là hơn 1 tháng rồi. Là mình kêu các bạn hạn chế tối đa các bạn qua nhà nhau rồi cứ nín thin, đừng bình luận lên đây. Trong cái thời gian mà các bạn bình luận ơi bạn ơi tôi qua nhà bạn ăn cái dĩa mồi đó rồi, ăn cái này kia rồi, tôi đi du lịch với bạn rồi, thì cái thời gian suy nghĩ đó các bạn hãy coi video cho họ, để các bạn đánh giá video họ. Bạn ơi cái chỗ này bạn góp ý thêm đi, thì vô tình bạn đó mới lên được. Còn các bạn cứ nói đòi nhau thì bên kia sẽ áp lực. Nói mình nhìn cái comment của bạn dưới đó không là tôi thấy áp lực rồi đó. Chết mẹ, ông này bà này báo qua tôi rồi, mốt tôi phải coi lại cho bạn. Đó là tạo áp lực với nhau và thành một cái môi trường kia bằng nó mâu thuẫn. Tự nhiên bốn phương trời,
4 năm trái đất anh em gặp nhau, có ai gặp ai đâu, gặp trên cái màn hình có bay lớn à, mà ai cũng thiếu nợ chứ, mà có ai cho ai cái gì đâu. Thực tế cái này là không ai cho ai gì hết, mà chỉ là trao đổi, học cái hay cái đẹp. Đừng nên gieo mà thù quán. Có thể là anh em ở đây rất nhiều người thù nhau. Rồi thì thôi, mình góp ý đây cho chung một like của anh Nhân Ve Chai nha. Ngày mai mình sẽ đăng cái video này trên kênh VG Vlog. Được video rồi đó. Đơn giản thôi. Mình chỉ góp ý các bạn là mình được cái video rồi. Cảm ơn Trang nha. Đây là Giang, nói chung là Giang với Nhân thì cũng mới biết nhau thời gian đây thôi. Dạ. Nhưng mà anh em với nhau đến với nhau hôm nay Giang nói như thế là Nhân cảm ơn thật sự luôn. Bởi vì thế là Giang biết không, Nhân đang tính của Nhân là nó thẳng thật sự luôn. Nhân nói thẳng lắm. Nên là mình rất quý những người nào mà làm video thẳng thắn là đừng có sợ thiệt đi bảo. Mà phải được like vượt một mực. Không phải đừng tối này đừng tối kia mới đừng có là tối lên. Nhân là bình thường. Càng chửi Nhân càng mừng. Vì chửi đó mình học hỏi được nhiều điều. Để mình cũng kinh nghiệm mà mình làm video thôi. Đó là thật thật luôn. Thân tình. Đấy. Thế là mọi người phải biết. Đừng chỉ mình làm video ra là nói chung mình hướng á. Hướng là hướng thì công chúng. Và thứ nhất và thứ hai. Đó là mình làm để đời mai hôm nay với chúng tôi mình có thêm một thu nhập ít trong cuộc sống thôi, chứ đừng hỏi nặng quá. Bởi vì từ cho nên giờ mình đâu có bao nhiêu công đức mình mà sống được, mà nên mình cứ đừng có đòi hỏi đến cái nhiều tiền. Nói chung mình cứ làm được cái lương tâm mình thoải mái làm đi, những cái gì mình quay được đó. Như tôi đây đi làm về chạy tôi mua về chạy rồi tôi tính nó quay à, tôi quay vậy thôi. Nó là quay rồi nhắn à, phải có 30 người gọi điện cho tôi, gọi điện nha, 30 người gọi điện cho tôi hỏi học nghề, học nghề đấy nha. Đầm đặn á. Mà thực tế mình chia sẻ cho các bạn nha, hiện tại cái kênh VG Vlog của mình không cần đi đến mọi người, mình chỉ coi video mới cho mọi người thôi. Nhưng mà rất nhiều, một ngày mình khoảng 20 cái DK mới, và người ta vô là Giang 5 ngày sau Giang mới trả. Nghĩa là ai nếu mà thật tình là thích đến kênh mình coi, người ta sẽ không chờ trả và ta không đòi. Mà thực tế là hôm nay kênh của mình rất thành công luôn, không cần đi sub ai hết, người ta vẫn coi video mình và người ta thích mình nha. Bây giờ nha, cái mấy cái trường hợp mà bị xóa kênh những cái video các bạn á, sẽ nói cho mọi người hiểu luôn nha. Nghĩa là những người đang và làm những cái vấn đề ảnh hưởng tới xã hội thiên nhiên, những cái vấn đề phản cảm, những cái bình luận các bạn đi bình luận trên tất cả nhà người khác, thí dụ mang tính kêu gọi, những cái đó nó không những ảnh hưởng cho các bạn mà cái ảnh hưởng tới chủ kênh. Nếu ai đang cần giờ nó sẽ xóa giờ. Những người bình luận vấn đề mà kêu gọi những điều đời mà kêu để chỉ giao lưu chia sẻ những cái từ đó, nó sẽ đánh chéo trên cái kênh của người bình luận đó, và đủ ba chéo nó sẽ xóa kênh các bạn. Rất nhiều luôn những cái phản cảm như kia, nhưng mà ít ai biết là vì sao cái kênh tôi bị xóa và vì sao cái video đó bị xóa nha. Các bạn hãy nên nhớ nha, cái chính sách mới bây giờ nó rất khó nhưng nó lại rất dễ nếu mình hiểu. Nghĩa là một khi các bạn bình luận trên những cái nguồn like, những cái buổi công chiếu mà các bạn chào nhau quá nhiều là nó cũng ảnh hưởng. Nếu các bạn video hay, các bạn hãy tập trung vào coi video, các bạn nhìn video đó làm sao, đánh giá luôn video dở gì, hoặc là các bạn nói chuyện bình thường, đừng nên sao lãng hoặc là chào nhau quá nhiều. Cái kênh chủ nhân sẽ bị spam và mình sẽ cũng có thẹo luôn. Nhưng YouTube nó sẽ đánh giá. Thực tế YouTube bây giờ không phải là con robot đánh giá, mà thực tế là con người đánh giá nha các bạn. Nên mình nên nói cho mọi người hiểu luôn nha. Sẽ từ đây trở đi, những cái kênh làm những cái vấn đề mà hơi phản cảm nè, khai thác thiên nhiên mà bắt những cái loại mà quý hiếm nè, có thể từ từ nó xóa kênh các bạn luôn. Bây giờ nó đánh giá cao đời sống. Hiện tại YouTube bây giờ đánh giá cao những cái đời sống sinh hoạt mộc nhất, đơn giản nhất, bình dân nhất. Nó đánh giá rất cao cái kênh nó sạch, đẹp, mang lợi ích cho xã hội. Tại vì sao mình cũng biết cái câu này, các bạn hãy muốn học. Mình nên, nếu mà các bạn muốn học, thà học một cái kênh lớn giỏi nhất là kênh anh Khương Dừa và anh Clement.
cái gì mộc nhất, cái gì đơn giản nhất, đó là hai ông vua giải trí của Việt Nam. Thà mình học một người giỏi 1.000 lần nhưng mình học được một lần thôi mình cũng gần thành công. Còn nếu các bạn học những người lừng sừng với nhau sẽ khó đến thành công lắm. Lúc đó các bạn sẽ bị trên và nó lửng một cái khoảng gọi là không, nghĩa là không tiến mà không lùi. Các bạn sẽ khoảng giữa. Thực tế các bạn ở đây đã biết quay video rồi nhưng mà chưa biết sắp bố cục làm sao truyền tải nội dung đến khán giả coi. Thực tế mình coi rất nhiều video cho mọi người là mình rất thấy là rất nhiều cái trường hợp đó luôn, nghĩa là các bạn không biết truyền tải cái nghề của mình sao. Thí dụ tôi làm hồ mà tự nhiên hồ đi ra biển là các bạn muốn tôn vinh cái nghề hồ tôi lên mà các bạn không biết dẫn làm sao cái nghề hồ của tôi là quan trọng mà đưa ra biển. Thì bữa đó mình có vô tình góp ý cái video của anh Sinh Bình Phước cái gì đó, Handman Vlog gì đó, là anh muốn tôn vinh cái nghề hồ của anh lên nhưng mà anh không biết dẫn dắt làm sao. Anh đưa người ta đi biển, video có 15 phút mà anh đi biển hết 12 phút rồi, làm hồ chỉ có 3 phút. Nhưng mà mình coi cái video đó là mình biết ý anh Man sao liền. Em nhìn cái video của anh Man là em biết anh ý anh muốn tôn vinh cái nghề hồ của anh lên, nhưng mà anh dắt người ta đi biển quá dài, vô tình cái nghề hồ của anh nó thành chìm lại. Một video mà truyền hai nội dung không rõ ràng, đó là các bạn không biết sắp bố cục. Tại sao các bạn vẫn bình thường đi, sáng nay tôi dắt xe đi làm nha, đi làm hồ, tới cho hồ cái nó chết rồi, bữa nay ông thầu nó mưa quá thôi anh nghỉ đó. Tại sao mình nói bữa nay thầu hồ cho nghỉ rồi, thôi mình dắt các bạn đi dạo biển nha, tại vì cái quê hương mình có biển. Tại sao đó đưa cái nó vô thì nó quá logic luôn, tôi đi làm do ông thầu cũng cho tôi nghỉ đó. Đó là một cái dàn dựng ekip bài bản là tôi tôn vinh nghề hồ. Tôi thực tế sáng nào, nghĩa là người ta cho biết là bạn là dân làm hồ, sáng bạn thức dậy ăn sáng bạn chạy đến chỗ làm thì ông hồ ông nói thôi mưa quá thôi anh em nghỉ nha, thì mình nói thôi giờ mình rảnh mình dắt mọi người đi ra tham quan biển cái quê mình, ví dụ Nha Trang, Bình Định là gì đó, thì mình dắt người ta ra biển thì mình đi dạo đó, thì vô tình là cái nhà hồ mình nó đi trước rồi. Nghĩa là anh em không biết sắp mà anh sắp đi biển một hơi, cái anh quay về làm hồ nó trời ơi anh đi du lịch hay là anh đi làm hồ, cái này người ta sẽ chơi, người ta không biết anh truyền tải nội dung gì. Đó là cái lỗi nặng nhất hiện tại của các anh em YouTuber đang làm, nghĩa là mình hiểu làm sao mình truyền tải cái nội dung gì, bố cục gì là các bạn còn rất thiếu cái chỗ đó, rất nặng luôn. Nên từ đó các bạn cái đâm nghe chán nản làm cái video sao mà thực tế không được bao nhiêu người làm xong cái video mà dám coi, bảo đảm mọi người luôn, chỉ đăng lên cho có cái kênh thôi chứ thực tế không dám coi cái video mình luôn. Mình phải coi, mình coi đi coi lại, mình coi cái chỗ nào hay cái gì đó rồi mình điện mình hỏi người này kia góp ý trên nguồn like rất nhiều, mình làm gì có được chưa hay gì đó, là mọi người đăng lên mọi người không dám coi. Thực tế luôn, có người không dám coi cái video của mình mà không biết cái chỗ nào nhạy cảm cũng không hay luôn. Bây giờ YouTube nó đánh giá mấy cái từ nhạy cảm rất nguy hiểm nha mọi người, nó phản cảm và nó ảnh hưởng tới cộng đồng, là cái video các bạn có thể bị người khác cấm cờ luôn. Là trường hợp của bố Tín Nguyễn Official đó, bố bị người khác cấm cờ một cái video mà nổ bình điện chết người đó, bố bị cái kênh đó, bây giờ cái kênh đó bố phải bỏ rồi đó, bố lập cái kênh khác rồi đó. Thì mọi người nên nhớ, không phải hôm nay mình bình luận bên nhà người ta là không có chuyện gì nha. 10 cái bình luận như vậy nó gạch chéo kênh các bạn, 3 cái che kéo là nó xóa kênh. Các bạn nên nhớ nha, không phải vì hôm nay mà lễ bị vấn đề đó, mà lễ là bị không cho DK, có thể là lễ đăng DK vô tội vạ nhiều quá, cũng có thể mình sai trong đó mà mình không hay, nghĩa mình làm rồi mà qua quá trình thời gian mình không hay, mình để ý thì vô tình làm nó sẽ bị vấn đề đó. Nó dễ nhưng mà nó khó, nếu mà khó là do mình không hiểu về nó, chứ dễ là nếu mình hiểu thì rất là đơn giản. Thực tế cái YouTube bây giờ nó mọt dữ lắm luôn. Anh nhân viên trai biết không, hồi nãy giờ em ngồi vậy là ngày mai em có cái video em đăng rồi đó, 8 giờ em có cái video công chiếu em đăng rồi, em ngồi đây em góp ý mọi người. Đó là mang tính xây dựng. Thí dụ ai không có vô nguồn like của anh nhân viên trai sẽ coi cái video của em, anh gia anh góp ý như vậy để mình coi cái được nào mình học. Cái đó là gọi là mình chia sẻ nhau để phát triển. Rồi em kết nha, ai nói chuyện gì nói nha, hát nước quá rồi. Rồi, cảm ơn Tâm Đặng nha. Anh Tâm Đặng là nếu mà có cái giải bình chọn mà YouTuber mà bình luận về người có tâm nhất là tôi chọn anh Tâm Đặng, bảo đảm luôn. Một cái bình luận của anh Tâm Đặng giá trị vô cùng. Mọi người hãy để ý tất cả các cái video trên tất cả các anh em YouTube nha. Anh Tâm Đặng bình luận rất có tâm, rất có tâm luôn. Mình hay ghim cái bình luận của anh Tâm Đặng đó. Đó, mình để ý tất cả các kênh khác luôn nha.
bình luận đó là được YouTube đánh giá cao lắm đó nha, cái đó là cũng được đánh giá cao chủ kênh luôn chứ không phải đơn giản nha mọi người. Nghĩa là các bạn làm biến bình luận ngắn ngắn là có thể là kênh mình sẽ bị xấu. Nhưng mà ít rất ít người hiểu lắm, rất ít người hiểu. Thường thường là mình với Tâm anh đầu tay ba là hay ghi bình luận của anh Tâm Đặng đó, anh bình luận rất có tâm luôn, đúng chủ đề đúng nội dung. Không, YouTube đánh giá kênh cũng cao đó, cái người chủ á. Tại sao bây giờ mình kêu mọi người làm về đời sống là sao, ảnh đánh giá cao là gì? Ảnh cần cái giọng nói và gương mặt chủ kênh đó, nó đánh giá rất cao nha. Nếu người nào làm mà ít đưa gương mặt là không đánh giá cao. Chỉ thời gian đầu thôi, từ từ bắt đầu mình sẽ chỉnh chu về vấn đề bản thân. Cái YouTube này nó không có giới hạn, mọi người hãy khai thác bản thân mình. Mình nói chuyện dở thì mình mượn người khác nói chuyện và mình mượn âm thanh, hình ảnh. Còn mình nói chuyện hay thì hãy phát huy cái vấn đề nói chuyện mình ra. Nghĩa là nó không ép ai và nó không, nghĩa là không có bỏ ai. Người dở làm theo cách dở, người hay làm theo cách hay. Nghĩa là YouTube nó muôn màu, nó không phải nói là tôi nói dở quá tôi quay video không hay. Cái đó là sai lầm nha mọi người. Mọi người đều có cái hay hết mà tại mọi người không nhìn ra, không đối phương nhìn ra góp ý cho mọi người không thấy. Thực tế cái video mà mọi người coi mà mọi người được ai coi góp ý thì mọi người sẽ thành công hơn. Còn nếu video mà coi không ai góp ý mọi người là mọi người tự mình coi là không bao giờ hay được. Tại mình không phải là khán giả, video của mình làm sao mình nhìn ra được. Bắt buộc cái video đó phải người khác coi, người đó đánh giá nó chính xác. Thì các bạn sẽ thành công, sẽ thay đổi bản thân được. Có ai mà chê video mình dở đâu anh Nhân Duy Trai, đúng không? Không ai coi chê video mình dở, mình thấy người khác đánh giá. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn Maro anh với mấy người dẫn nói này. Thực tế là đáng để những cái video vì anh ve chai của Nhân, ve chai là Nhân không đưa lên thật đúng. Đó là biết cơm may áo của Nhân và biết bao nhiêu người Nhân và nhiều trăm. Nhưng Nhân từ những chất làm được thì Nhân vẫn chia sẻ cho những người cũng đồng hỏi. Đặc biệt ở Tây Giang có khoảng 5 người vừa cần thơ với ấy đang chuẩn bị đưa hàng lên Nhân bán. Và Nhân chỉ cho trường xe tải lên đây. Nhân dân rất mừng là có nghĩa đã luyện đạt được dịch vụ tốt cho người khác. Nhưng mình không phải là làm cái chuyện đó mình bình chết hay những gì mình sống được đi cho người ta thử bất khả hơn thôi. Thực tế là vậy thôi. Nên nhân tay cũng là nhân làm video nhân cục chung chúng đồng bào là bỏ một xe với ve chai lâu lâu làm dạ. Anh nói cái câu đó đó không? Anh nói cái câu đó đó, anh đặt cái máy anh quay. Đó là một cái video của anh đó. Một cái video bản thân anh đó. YouTube bây giờ nó rất đơn giản, đi đâu cũng video hết. Quay vô anh là một cái video, không cần phải cắt ở trên này đem xuống. Bạn đặt cái máy sau lưng bạn quay đi, đó là một cái video. Hiện tại giờ mình nói chuyện, mình sẽ quay cái video đây mười mấy phút, 20 phút ngày mai mình sẽ công chiếu cho người xem. Nghĩa là trên nguồn live VG Vlog sẽ có một cái chủ đề của anh trên kênh Nhân Ve Chai. Cho những người không có coi bữa nay trong cái nguồn live này, ngày mai sẽ có người khác coi. Nghĩa đó là mình phục vụ cho cộng đồng. Mọi người hãy nên nhớ làm YouTube là phục vụ cho cộng đồng, không phục vụ cho cá nhân ai. Và không nên thù oán những ai chửi mình, những ai ghét mình, ai bỏ đi ca mình, không nên thù oán. Tôi làm đây là tôi phục vụ cho cộng đồng. Cộng đồng là cả trên thế giới này chứ không phải riêng một người. Mình đừng tự ti là cái video mình đăng ra là không ai coi, đừng tự ti như vậy. Mình cứ thay đổi, tại sao người ta không coi, mình cứ thay đổi từ từ đi. Nó sẽ hay. Không quan trọng. Đúng, như vậy đó mới gọi là xã hội. Đó vậy mới gọi là xã hội. Như vậy nó mới xã hội. Có người ghét người thương.